đâu sẽ là cái con đường, đâu sẽ là cái hướng đi đúng đắn ở trong năm nay khi mà các bạn bắt đầu một công việc kinh doanh online, thì chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ ở trong video này. Học viện thương mại điện tử thực chiến số 1 tại Việt Nam. Hello hello, xin chào tất cả mọi người đang có mặt ở trong kênh YouTube của Hoàng Mạnh Cường Top Max. Và chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi series Bí mật e-com, chương trình chia sẻ với các bạn những kiến thức, những công cụ, những chiến lược về marketing thực chiến dành cho những nhà bán hàng, đặc biệt là những người mới khi mà các bạn bắt đầu kinh doanh ở trên những nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee, Tiki, Lazada, hay các bạn bán hàng ở trên những nền tảng mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram, để các bạn có cho mình một cái lộ trình bài bản chi tiết khi mà các bạn bắt đầu khởi nghiệp một công việc kinh doanh ở trên nền tảng online. Vậy thì ở trong video này thì mình sẽ chia sẻ với những bạn, đặc biệt là những người mới, các bạn bắt đầu khởi nghiệp, một cái lộ trình bài bản chi tiết. Bởi vì mình nhận được rất nhiều những cái câu hỏi, các bạn hỏi mình rằng là em bắt đầu kinh doanh online, em không biết em nên bắt đầu từ đâu, làm thế nào để em có thể có được hiệu quả, con đường nào sẽ phù hợp với em. Vậy thì trong video này chúng ta sẽ cùng làm rõ cái yếu tố đó. Mình có một câu nói mà mình cảm thấy rất tâm đắc, đặc biệt là những bạn mới bắt đầu khởi nghiệp. Các bạn hãy nhớ cái câu nói này: hướng đi của các bạn nó sẽ quan trọng hơn là tốc độ mà các bạn đi. Bởi vì mình biết rằng là khi mà các bạn bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh ấy, thì các bạn sẽ không biết rằng đâu sẽ là cái con đường đúng, đâu sẽ là cái lựa chọn đúng đắn. Bởi vì nếu các bạn chỉ lựa chọn sai con đường thôi, con đường này có rất là nhiều mây mù, đúng không ạ? Dù các bạn có chạy nhanh, dù các bạn có nỗ lực, các bạn có cố gắng, thì đôi khi các bạn chạy càng nhanh thì các bạn lại càng thất bại nhanh. Nhưng nếu các bạn chọn được đúng cái hướng đi phù hợp ở trong giai đoạn hiện tại, thì mình tin chắc chắn rằng đôi khi các bạn đi chậm, nhưng các bạn kiên trì, về sau các bạn cũng sẽ tới đích. Vậy thì đối với một người mới ấy, thì nó có hai cái hướng đi mà mình đúc kết lại. Hướng đi thứ nhất, nếu các bạn muốn mình trở thành một nhà bán hàng, thứ nhất các bạn cần phải tìm ra được những cái sản phẩm, tìm ra cho mình được những nguồn hàng. Các bạn cần phải trang bị cho mình những kiến thức về kinh doanh, những kiến thức về bán hàng, những kiến thức về marketing. Đấy là những cái yếu tố cốt lõi để một nhà bán hàng các bạn có thể bán được hàng ở trên online. Hồi xưa thì đây chính là cái con đường, chính là cái lộ trình mà mình bắt đầu. Nhưng mà thời điểm hiện tại ấy, thì nó có rất là nhiều những công cụ mới, những cách làm mới. Đó là đôi khi các bạn cũng có thể bán hàng, các bạn cũng có thể có được đơn hàng khi mà các bạn chưa có sản phẩm. Thì nó là một cái công cụ, đó là chúng ta có thể làm affiliate marketing. Có thể là affiliate marketing nó là một cái hình thức tiếp thị liên kết. Các bạn có thể đi giới thiệu, đi quảng cáo cho những cái shop khác, những cái nhà bán hàng khác, họ có sản phẩm rồi, sản phẩm của họ có thương hiệu rồi, thì trong giai đoạn đầu các bạn có thể đi bán hộ họ để các bạn tích lũy những kinh nghiệm, để các bạn tích lũy những cái số vốn mà các bạn không cần phải đầu tư về hàng hóa, không cần phải đầu tư vốn đó, cũng không phải lo các cái quy trình đóng gói hàng vận hành. Thì đấy cũng là một trong những con đường. Hồi xưa thì khi mà bọn mình bắt đầu kinh doanh thì nó chưa có cách làm này đó. Cách làm này thì nó có ưu cũng có nhược điểm. Ưu điểm là nó phù hợp với những người mới, những người ít vốn, nhưng mà có thể là các bạn sẽ đi bán sản phẩm của người khác chứ không phải là bán sản phẩm của bạn đó. Các bạn sẽ không xây dựng được một cái thương hiệu lâu dài, và lợi nhuận của nó thì nó sẽ thấp hơn so với việc là các bạn trở thành một seller. Vậy thì cả hai con đường nó sẽ đều có những cái ưu, có những cái nhược điểm khác nhau. Vậy thì mình sẽ chia sẻ với bạn từng cái cách làm một. Trước mắt thì mình sẽ chia sẻ cái cách chính xác, những cái cách mà bọn mình làm từ giai đoạn năm 2017 cho tới nay. Cái con đường này chính là con đường trở thành một nhà bán hàng. Một nhà bán hàng ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta sẽ có những cái kỹ năng tối thiểu, những cái kỹ năng bắt buộc chúng ta cần phải có để chúng ta có thể trở thành một nhà bán hàng thành công ở trên những nền tảng online. Vậy thì đây là bốn kỹ năng chính để các bạn có thể bắt đầu một công việc kinh doanh online. Kỹ năng đầu tiên nó gọi là kỹ năng R&D, đúng không ạ? Các bạn cần phải có kiến thức, kỹ năng về R&D. R&D có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là Research and Development, có nghĩa rằng là nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Và đây là một trong những cái khó khăn lớn nhất của các bạn ở trong giai đoạn đầu. Làm thế nào để các bạn có thể tìm kiếm ra cho mình một cái ngách sản phẩm win, một cái ngách sản phẩm hot, tiềm năng, ra lợi nhuận của nó cao, thì chúng ta cần phải có những kiến thức về nghiên cứu thị trường, nghiên cứu đối thủ, để chúng ta có thể tìm kiếm ra cho mình những cái ý tưởng kinh doanh, những cái ngách sản phẩm có khả năng chiến thắng cao khi mà các bạn bán hàng ở trên những nền tảng online. Vậy thì
tại sao mình bôi đỏ? Tại vì đây là cái yếu tố nền tảng quan trọng nhất. Nó cũng có thể là cái hướng đi, đúng không ạ? Đôi khi các bạn lựa chọn một cái sản phẩm, một cái ngách mà nó có quá nhiều đối thủ, có quá nhiều người đang cạnh tranh ở trong đó, mà các bạn là những người mới, chúng ta không có kinh nghiệm, chúng ta không có nhiều vốn, chúng ta cũng chưa có am hiểu về cái ngách đó, đúng không ạ? Mà chúng ta đi vào trong đó thì gần như là chúng ta đi vào ngõ cụt, chúng ta sẽ rất khó để có thể cạnh tranh. Cho nên là cái việc quyết định cái thành công của chúng ta trong giai đoạn đầu đó là chúng ta tìm ra được một cái ngách sản phẩm win để diện nó phù hợp với cái nguồn lực của chúng ta. Thì đây là một trong những kỹ năng đầu tiên các bạn cần phải trang bị. Kỹ năng số 2 các bạn sẽ cần phải trang bị đó là gì? Sau khi các bạn tìm ra được sản phẩm của mình rồi thì làm thế nào để các bạn có thể marketing cho nó, marketing để quảng bá cái sản phẩm, để cho khách hàng họ biết tới sản phẩm của bạn đã nhá. Sau khi họ biết rồi thì họ thích sản phẩm của các bạn, sau khi họ thích rồi thì họ tin sản phẩm của các bạn, và khi mà họ tin thì các bạn phải marketing để khiến cho họ muốn mua cái sản phẩm của bạn. Thì đó chính là một cái quá trình marketing đó. Thì các bạn cần phải có những kiến thức marketing, và mình biết rằng cũng có rất là nhiều bạn ở đang xem video này, các bạn rất yếu về marketing, có sản phẩm rồi nhưng mà không biết làm thế nào để quảng bá sản phẩm. Nếu chúng ta không biết marketing thì một sản phẩm tốt cũng không thể tiếp cận được khách hàng. Có rất là nhiều những cái thương hiệu, có rất là nhiều những nhà bán hàng họ tìm tới top mark của bọn mình, họ có một sản phẩm cực kỳ tốt, một sản phẩm cực kỳ khác biệt, nhưng mà chúng ta lại không biết cách truyền thông ra thì sản phẩm tốt cũng gì ạ, cũng không có ý nghĩa gì ở trong đây. Nên là marketing là một trong những yếu tố quan trọng để các bạn có thể thu hút được khách hàng. Khi mà các bạn biết marketing rồi, đúng không ạ, thì còn một kỹ năng quan trọng nữa để giúp bạn có thể chuyển đổi khách hàng ra thành doanh thu, đó là kỹ năng bán hàng. Mình lấy giả sử các bạn đi, nếu mà các bạn làm truyền thống, các bạn mở một cửa hàng quần áo giả, các bạn mở một cái phố rất là đẹp, thuê chi phí mặt bằng rất là cao, có rất nhiều khách tới với cái cửa hàng của các bạn. Nhưng nếu khách hàng vào trong cửa hàng của bạn, họ xem hàng nhưng các bạn không biết tư vấn, các bạn không biết chốt đơn, các bạn không biết bán hàng, thì các bạn sẽ không thể chuyển đổi những khách hàng tiềm năng đó thành khách hàng trả tiền. Vậy thì kỹ năng bán hàng là một kỹ năng quan trọng, một kỹ năng then chốt để giúp các bạn có thể chuyển đổi ra thành tiền. Hãy nhớ rằng no sale, no money. Không biết bán hàng thì chắc chắn sẽ không có tiền. Đây là ba kỹ năng quan trọng nhất mà các bạn, những người mới bắt đầu kinh doanh, đặc biệt ở trên nền tảng online, các bạn cần phải thành thạo những cái yếu tố này. Và kỹ năng số 4 đó là kỹ năng về vận hành. Vận hành có nghĩa là gì ạ? À, làm thế nào để chúng ta có thể xây dựng đội nhóm, tổ chức đội nhóm bán hàng, từ vận hành trước, trong và sau khi bán hàng. Đây chính là 4 kỹ năng quan trọng để một người mới, các bạn phát triển được cái công việc kinh doanh online của mình ở trên những cái nền tảng mạng xã hội. Trong chuỗi chương trình Bí mật Ecom này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết các bạn từng bước, từ việc lựa chọn sản phẩm, đến việc marketing, đến việc bán hàng, và hướng dẫn các bạn các cái quy trình vận hành một cách bài bản. Vậy thì các bạn nhớ bấm vào nút đăng ký kênh để chúng ta có thể cập nhật những cái video mới nhất của bọn mình trong chuỗi chương trình Bí mật Ecom. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Học viên thương mại điện tử tốt mắt, dạy thực tâm, học thực chiến.